Thưa quý vị, bão Yagi càn quét, sau bão là lũ dữ, là sạt lở đất. Đồng bào miền Bắc đang chìm trong cảnh mất mát, tang thương. Chung tay cùng cả nước hướng về đồng bào miền Bắc ruột thịt, các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp thiết thực. Nội dung đầu tiên của chương trình, mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên chương trình về hành động ý nghĩa này. Phát huy tinh thần tương thân tương ái cũng là hưởng ứng lời hiệu triệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chung tay hướng về đồng bào miền Bắc. Khu du lịch Lan Rừng Phước Hải đã tổ chức chương trình quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Bắc tới toàn thể cán bộ, công nhân viên và du khách. Không phô trương, hình thức, lễ phát động diễn ra đơn giản nhưng vô cùng ấm áp. Đồng hành cùng với tất cả các tấm lòng của người dân trên cả nước thì Lan Rừng cũng đồng hành và đang hướng về miền Bắc. Thì công ty cũng có một trích một phần kinh phí để mà hỗ trợ đồng bào miền Bắc. Bên cạnh đó thì phòng nhân sự cũng có kêu gọi hỗ trợ đóng góp từ các anh chị em tập thể nhân viên Lan Rừng để gửi đến một chút tấm lòng của mình gửi đến đồng bào miền Bắc và mong rằng đồng bào miền Bắc sẽ luôn bình an và vượt qua được cái bão lũ này. Đối với người lao động tại khu du lịch, ai ai cũng cảm thấy chương trình ý nghĩa, nhân văn, nên đều trích ít nhất một ngày lương để ủng hộ đồng bào miền Bắc. Chúng tôi cũng có những cái đóng góp một phần nhỏ để gửi đến đồng bào miền Bắc, không phải chỉ có ở Lan Rừng mà cũng như là ở các cái nơi mà tôi sống, để mong là đồng bào miền Bắc thì cũng có thể là ấm lòng hơn để vượt qua những cái khó khăn. Chúng tôi cũng rất sẵn lòng để cống hiến một ngày lương để ủng hộ cho đồng bào miền Bắc có thể mạnh mẽ và vững tâm để vượt qua khó khăn lần này. Ngoài ra, khu du lịch còn bố trí một thùng quyên góp ở sảnh lễ tân, nơi thường xuyên có khách ra vào với lời kêu gọi chung tay hướng về đồng bào miền Bắc. Rất nhiều du khách đến đây đều cảm động với hành động nhân văn của khu du lịch và sẵn lòng ủng hộ. Nhóm du khách này gồm 9 người đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Lưu trú ở đây 3 ngày, khi làm thủ tục trả phòng thì mới biết khu du lịch đang có chương trình kêu gọi ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Không ai bảo ai, mỗi thành viên đều lần lượt tiếp sức, vừa là tấm lòng cũng là để lan tỏa tới những du khách khác tinh thần lá lành đùm lá rách. Nhân dịp đây là chúng tôi được rất hân hạnh là được tham gia với toàn bộ cán bộ nhân viên resort ủng hộ vào cái coi như sự kêu gọi của Tổ quốc giúp bảo đồng bào miền Bắc. Resort Lan Rừng này cũng có một cái chương trình rất là hay là cùng chung tay chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn mà đang bị thiệt hại ở miền Bắc, thì chúng tôi cũng đồng tình ủng hộ và ủng hộ tất cả mọi thành viên trong gia đình chúng tôi, mỗi người đều đóng góp một ít là gọi là chia sẻ một chút cho những đồng bào đang bị thiệt hại. Dự kiến 3 ngày sau, khu du lịch sẽ tổng kết số tiền quyên góp và gửi trực tiếp lên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để san sẻ khó khăn với bà con nơi rốn bão lũ. Lễ phát động cán bộ người lao động đang làm việc tại khu du lịch Hồ Mây Park diễn ra đơn giản nhưng ấm áp. Trước những mất mát tang thương của đồng bào miền Bắc ruột thịt, lãnh đạo công ty đã kịp thời kêu gọi sự chung tay, chia sẻ trên tinh thần tự nguyện, phát huy nghĩa đồng bào trong giai đoạn khó khăn. Tùy theo cái tâm của mỗi người, phía công ty thì chúng tôi cũng đang đề xuất là sẽ trích từ cái việc kinh doanh ra của những cái hàng ngày của mình, để cũng một phần nào đó đóng góp được và chúng tôi sẽ quyên góp. Và cũng đồng thời hỏi luôn tất cả các những mối quan hệ anh em, bạn bè, cả gia đình, người thân của chúng tôi để mà chúng tôi quyên góp đồng cái quỹ và chúng tôi sẽ chuyển cái đó đến Mặt trận Tổ quốc tỉnh để mà làm sao có thể gửi được chút tấm lòng từ miền Nam ra. Hơn 300 cán bộ, người lao động của khu du lịch cùng đồng thuận, nhất trí và sẵn lòng trích ít nhất một ngày lương vào quỹ san sẻ yêu thương tới đồng bào miền Bắc. Của ít lòng nhiều, tập thể cán bộ người lao động khu du lịch đều mong muốn có thể góp một chút tấm lòng của mình gửi ra miền Bắc ruột thịt. Mong bà con nén đau thương, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn. Chia sẻ một phần nào nỗi đau với người dân ở ngoài miền Bắc. Ngày hôm nay thì công ty cũng có phát động cái
tinh thần gọi là tương thân tương ái để hỗ trợ. Đây cũng là điều mà tôi cũng muốn dành một chút sức lực nhỏ nhoi của mình để góp chung nhằm xoa dịu cái nỗi đau và mất mát đối với đồng bào và nhân dân miền Bắc đang gánh chịu. Cũng không có biết chia sẻ gì hơn thì ngày hôm nay công ty của em cũng phát động phong trào tương thân tương ái, tất cả hướng về đồng bào miền Bắc trong cơn bão lũ, thì em cũng có một cái phần nhỏ của mình, mặc dù ít thôi nhưng đó cũng là tấm lòng để cùng người dân miền Bắc vượt qua khó khăn trong lúc này. Lễ phát động và kêu gọi đóng góp quỹ san sẻ yêu thương tới đồng bào miền Bắc của khu du lịch Hồ Mê Park sẽ diễn ra trong 3 ngày. Sau khi tổng kết số tiền, lãnh đạo công ty sẽ chuyển toàn bộ vào quỹ ủng hộ đồng bào miền Bắc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hướng về đồng bào đang bị thiệt hại do bão, mưa lũ với tinh thần, tương ái, các doanh nghiệp du lịch đóng chân trên địa bàn tỉnh đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm với công tác an sinh xã hội, san sẻ yêu thương trong cộng đồng. Những ngày qua, trên toàn tỉnh đã có hơn hàng trăm cơ sở kinh doanh du lịch thông qua nhiều hành động cụ thể đã gửi chút hơi ấm miền Nam cho đồng bào miền Bắc ruột thịt. Sau một thời gian ngắn phát động, cộng đồng du lịch đã đóng góp hơn 2 tỷ đồng cùng hàng tấn nhu yếu phẩm hỗ trợ miền Bắc thân yêu. Thưa quý vị, đồng bào miền Bắc đã và đang oằn mình với bão dữ và lũ lụt mất mát, đau thương quá lớn. Hơn lúc nào hết, đây là lúc thể hiện nghĩa đồng bào trong giai đoạn khó khăn. Những việc làm thiết thực, nhân văn của cộng đồng du lịch nói riêng, đồng bào cả nước nói chung thể hiện tinh thần Bắc Trung Nam là một nhà. Mong rằng bà con miền Bắc ruột thịt cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Phần cuối chương trình mời quý vị cùng theo dõi phóng sự điểm đến Trung Hòa Carbon đầu tiên của Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là lễ công bố trao chứng nhận điểm đến Trung Hòa Carbon cho xứ Rào Ecolodge, tọa lạc ở thôn 2, xã Xứ Rào, huyện Châu Đức. Lễ công bố do Viện Nghiên cứu Ứng dụng và Đổi mới Sáng tạo Doanh nghiệp 3AI phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức. Xứ Rào Ecolodge là khu du lịch đầu tiên của Bà Rịa Vũng Tàu đạt chứng nhận này, đánh dấu bước tiến quan trọng theo định hướng du lịch phát thải thấp Net Zero và kinh tế tuần hoàn trong du lịch trên địa bàn tỉnh. Doanh nghiệp xây dựng những cái công trình mặc dù là đơn giản nhưng cái đặc biệt đó là gắn với lại các cái chương trình bảo vệ cái hệ sinh thái tiến tới Net Zero Carbon. Phải nói đây là một trong những cái mô hình rất là lý tưởng. Chúng tôi cũng sẽ từ cái mô hình này kết hợp với cái chương trình du lịch xanh của tỉnh, chúng tôi cũng sẽ nhân rộng ra trong cái thời gian tới. Xứ Rào Ecolodge nằm trên một triền đồi thoai thoải với diện tích 5 hectare, nối liền rừng phòng hộ Xuân Sơn. 16 năm trước, nơi đây chỉ là một vùng đất sỏi đá, chủ yếu trồng các loại cây lương thực ngắn ngày. Rất là vui đến cái thành quả sau 16 năm thì khu vực suối Rào Ecolodge đã trở thành một cái vùng sinh thái và bảo vệ môi trường bằng cách là chúng tôi đã tạo nên một khu vực đa dạng sinh học. Xuyên suốt hành trình phục hồi, xây dựng và tái tạo các giá trị tự nhiên nguyên sơ, suối Rào Ecolodge đã mời các nhà khoa học, chuyên gia, kiến trúc sư, cảnh quan đến làm việc một cách bài bản, khoa học với cam kết mạnh mẽ trong việc bảo tồn và đa dạng sinh học. Hiện nay, hơn 90% diện tích của suối Rào Ecolodge được bao phủ bởi cây xanh. Có hơn 1 triệu cây xanh đã được định danh với khoảng 700 loài. Ngoài ra, suối Rào Ecolodge còn có khoảng 300 loại dược liệu giúp suối Rào Ecolodge trở thành một khu rừng với tính đa dạng sinh học cao. Công bố của 3AI sau khi nghiên cứu đo đạc tính toán lượng CO2 phát thải, theo dõi diễn biến động lượng carbon theo thời gian, tổng lượng CO2 lưu trữ trong cây và đất tại xứ Rào Ecolodge 1.558,86 tấn trên 6 năm, tương đương 260 tấn CO2 trên 1 năm, trong khi lượng phát thải CO2 đo được của khu vực này là 19 tấn 1 năm. Như vậy, kết quả này cho thấy các hoạt động tại xứ Rào Ecolodge chỉ tiêu thụ hết khoảng 7% carbon lưu trữ mỗi năm. Và Ecolodge thì có một số cái yếu tố thuận lợi trong cái việc triển khai. Cái thứ nhất là họ có những cái người lãnh đạo thực sự là có cái ý thức chuyển đổi về cái mô hình phát triển bền vững và Net Zero. Xung quanh đây mọi người có thể thấy là rất là nhiều các cái cây xanh, và cái hơn nữa là cái khu này đã được
kiểm kê và đã được định danh, các cái loài cây ở đây đã được định danh rất là tốt rồi. Nay Châu Đức nói riêng, Bà Rịa Vũng Tàu nói chung đã có điểm đến tiên phong được chứng nhận trung hòa carbon. Với một lá phổi xanh, Châu Đức hứa hẹn sẽ thu hút thêm nhiều du khách, nhà đầu tư yêu mến thiên nhiên, môi trường đến du lịch trải nghiệm, thúc đẩy du lịch địa phương phát triển theo hướng xanh và bền vững. Đây là một cái vinh dự của huyện Châu Đức để phát triển du lịch theo hướng xanh và bền vững. Trong thời gian tới thì huyện sẽ luôn đồng hành với các cái doanh nghiệp, với các chủ thể để phát triển đồng bộ và mạnh hơn cái du lịch xanh, du lịch bền vững. Suối Rau Ecolot sẽ tiếp tục cái sứ mệnh bảo vệ môi trường và sẽ cán mốc 1.000 loài đa dạng sinh học vào năm 2025 và lan truyền ý thức bảo vệ môi trường với tất cả những du khách và tất cả những ai yêu thích thiên nhiên, thì họ sẽ có những cái phương pháp để góp phần chung tay lan tỏa cái ý thức bảo vệ môi trường. Thưa quý vị, những hình ảnh đẹp về khu du lịch Suối Rau Ecolot cũng đã khép lại chương trình du lịch 24/7 kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.